Sở Giao thông Vận tải cho biết tài xế, nhân viên, khách đi xe buýt, taxi, xe ôm ở thành phố phải khai báo y tế hàng ngày, tuân thủ biện pháp 5K, yêu cầu được Sở Giao thông Vận tải thông báo đến các xe doanh nghiệp vận tải cùng chính quyền các địa phương. Việc khai báo y tế áp dụng bằng hình thức online đảm bảo thông tin họ tên, điện thoại, biển số xe, thời gian di chuyển, thông tin dịch tễ. Riêng loại hình xe chạy hợp đồng điện tử phải lưu trên phần mềm thông tin phương tiện lái xe, hành khách lộ trình di chuyển. Đây là lần đầu tiên tài xế xe ôm truyền thống và khách đi được yêu cầu phải khai báo y tế. Chính quyền địa phương được yêu cầu phải tuyên truyền vận động từng tổ xe ôm tự quản chấp hành nghiêm. Việc khai báo y tế với các tài xế, nhân viên và hành khách nhằm sớm phát hiện trường hợp nghi bệnh, ngăn chặn dịch lây lan. Ngoài khai báo y tế, ô tô, xe khách, buýt không được chở quá 50% sức chứa với 30 người. Khách đi xe phải ngồi cách xa nhau tối thiểu 1 mét. Sau hành trình, phương tiện, bến xe, nhà ga cần phun xịt khử khuẩn. Hiện toàn bộ xe chở khách từ thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu không dừng đón trả khách tại vùng có dịch. Trường hợp không chấp hành sẽ bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.